mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình và mình là Nhung đây. Đây sẽ là một chiếc vlog khá là đặc biệt luôn. Chúng mình chuẩn bị đi khám phá ở một địa điểm bật mí với mọi người là ở Hòa Bình nha. Nói chung là hào hứng lắm luôn ý mọi người ơi. Nhưng mà trước khi đi đâu làm gì thì cũng phải xinh trước đã. Nói gì thì nói, bây giờ cũng đã vào hè rồi mà mọi người biết rồi đấy. Thời tiết Hà Nội mới chớm hè thôi mà đã 39 lên đến 40 độ rồi. Đã thì hôm nay mình còn phải hoạt động một ngày dài dưới thời tiết nắng nóng nữa. Thế nên chắc chắn không thể nào có thể thiếu được kem chống nắng rồi. Không biết là có bạn nào còn nhớ đến kem chống nắng của nhà Dian Ba không ta? Mình đã giới thiệu em nó ở video này rồi. Tính đến thời điểm bây giờ là mình đã dùng hết 2 tiếp kem chống nắng và 2 lọ serum dưỡng ẩm xịt khoáng của nhà Dian Ba rồi đấy. Mình đã dùng em nó đến cái mức mà không còn cái giọt nào nữa rồi. Và vì quá là u mê em nó, thế nên là mình đã quyết định mua thêm nè. Ta-da! Như mọi người đã biết, trước kia da của mình cũng đã từng nhiễm corticoid, vậy nên rất nhạy cảm. Việc sử dụng mỹ phẩm lên trên da thì mình cũng phải tìm hiểu rất kỹ. Khi biết được tất cả sản phẩm của Dian Ba đều đã được chứng nhận thuần chay và được các bác sĩ da liễu khuyến khích sử dụng thì mình đã nghĩ ngay Dian Ba chính là sự lựa chọn hoàn hảo của mình mọi người ạ. Rất là yên tâm luôn. Và trong tháng 6 này, khi mọi người mua một set hộp vàng gồm Fit Space Serum 100ml cộng kem chống nắng nâng tông 50ml và mist có cả mát thì sẽ được tặng kèm một túi padding logo của hãng nè. Mọi người có thể dùng như túi đựng đồ make up hoặc là túi đi chơi. Trời ơi, chiếc túi nhỏ nhắn xinh xẻo lắm luôn ấy, mình cực kỳ mê màu vàng như thế này. À đúng rồi, mọi người lưu ý, chương trình thì diễn ra trong tháng 6 này thôi, thế nên là nhanh tay nha. Đây là kem chống nắng vật lý lai hóa học với chỉ số chống nắng SPF 50 cộng bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, được chiết xuất từ rau má nên em này nổi tiếng với tác dụng làm dịu da bị tổn thương luôn. Nhưng đây mới chính là điều khiến mình u mê em nó đến tận bây giờ nè. Đây, mọi người có thể nhìn thấy được lớp finish sau khi mà mình đã bôi kem chống nắng. Trời ơi, nó nâng tông tự nhiên theo kiểu dạng trắng hồng ấy. So sánh một bên mặt đã bôi và một bên mặt chưa bôi. Đã thế còn căng bóng trong trẻo nữa, bảo sao các chị bên Hàn ưa chuộng em này nhiều đến như thế. Wow. Mọi người có thể nhìn thấy được, thực chất làn da của mình là một làn da không quá là đẹp đâu. Nhưng mà sau khi bôi kem chống nắng và có xịt serum dưỡng ẩm của nhà Dian Ba vào cái là nhìn da của mình này căng bóng trong trẻo, đúng như kiểu là gái Hàn Quốc luôn ý. Khamsamnida, annyeonghaseyo. Share cho mọi người một tip, sau khi mà đã bôi kem chống nắng xong, để cho cái lớp make của mình có thể có một cái lớp nền nó hoàn hảo hơn thì mình sẽ sử dụng em xịt khoáng của nhà Dian Ba nha mọi người. Bà nào mà da khô thì có thể lắc đều trước khi xịt, còn nếu mà bà nào mà da dầu thì không cần phải lắc nha mọi người. Mê lắm luôn, vừa cấp ẩm. Đây cũng chính là một tip giúp cho cái lớp nền của mình không bao giờ bị mốc mọi người ạ. Mình nghe nói em này còn được là sản phẩm nhận giải thưởng Olive Yum vào năm 2023, là kem chống nắng số 1 tại Olive Yum Hàn Quốc nữa đấy mọi người. Và để có một lớp nền đẹp thì mình hay sử dụng em kem chống nắng này thay cho kem lót luôn. Bây giờ thì make up thôi, let's go. Và đây chính là cái lớp nền của mình sau khi mà đã make up xong. Ta-da! Mọi người có thể thấy được là nó rất là căng bóng và nhìn kiểu Hàn Quốc ấy. Thêm một lần xịt dưỡng ẩm của nhà Dian Ba nữa. Đây chính là tip để giúp mình có một lớp nền căng bóng trong trẻo và nhìn kiểu khỏe khoắn đấy mọi người. Còn như thế này là đã đủ để mình tự tin dưới cái thời tiết nắng nóng của mùa hè rồi. Dành cho bạn nào cần thì mình sẽ gắn link ở phần mô tả nha. Giờ thì xuất phát đi thôi, let's go. Ok mọi người ơi, và hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Hòa Bình. What? À đâu? Mình đến Hòa Bình rồi. Đau quá. Giới thiệu với mọi người, đây là chị Hương Cống. Ngại thế quay đây chị Hương. Cái mới lớn à? Ở đây xin giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Tam Bốn Mắt. Hello mọi người đi. Hello mọi người. Trời ơi, ở đây rất là kiểu, thật sự luôn, nó không phải là một cái khu du lịch nữa mọi người ạ, mà nó là một cái khu nó có tự nhiên ý mọi người. Đây này, giống như kiểu là mình đang
đang đi cắm trại ở trong rừng thôi ấy. Đấy, nó rất là tự nhiên luôn. Đây chính là một đống đồ mà bọn mình mang đi để cắm trại. Sẽ bao gồm rất là nhiều đồ đấy. Không biết là nên giới thiệu từ đâu, nhưng mà quay qua cho mọi người xem trước nha. Đây là gà để mà ướp mấy cái đồ mà mình ướp ấy. Còn đây là mấy cái vỉ để mà nướng này. Đây là đá nha mọi người nha. Cái này cái gì đây? Cái này đen thui, chả biết cái gì. Tiếp theo đây là nước ngọt, nồi meo xoang chảo, còn là bột hảo hảo nữa. Tí nữa xem là ở trong rừng này có quả dại không, mình sẽ hái để mà ăn cùng với bột hảo hảo nhé mọi người. Tiếp theo đây vẫn là nồi meo xoang chảo, một quả dưa hấu, đây là cam, đây là gì, ghế à? Cắm trại bàn. Bàn, đây là bàn á? Ừ. Đây là bàn, đây là... Bàn. Bàn. Còn mấy cái này thì mình khá biết đó. Đó, đồ cắm trại. Đây là đồ cắm trại. Bàn ghế. Mà không biết là thứ gì ấy. Đó chỉ là bàn ghế các thứ thôi mọi người ạ. Nó đen đen, nó bọc hết như này nên là mình cũng không biết là gì. Quay cho mọi người xem nha. Nói chung là cái đường đi ở đây cũng rất là đẹp luôn nhé mọi người nhá. Đó. Ui, ở đây có cây, có quả bi này. Ở chỗ mình thì gọi là quả bi, không biết cho mọi người gọi là cái gì. Tiếp theo. Wow, tuyệt vời lắm. Mát lắm luôn ấy. Bọn mình sẽ đi lên trên thác để xem là có cái gì. Và sau đấy là sẽ quay cho mọi người nha. Wow. Người khổng lồ mà người tí ha. Eo ơi. Đấy còn nó chẳng mèo đen đấy chứ. Bật mí với mọi người địa điểm mà chúng mình lựa chọn để đi trải nghiệm ngày hôm nay, đó chính là thác Thung Hòa Bình. Và đây cũng chính là lần đầu tiên mà mình được đi những nơi mình chưa từng biết đến và chưa từng tìm hiểu nó mọi người ạ. Thế nên lúc này đang hồi hộp lắm luôn. Không biết là mọi người có thích mình làm nội dung video về những chiếc vlog như này hay không. Nếu như chiếc video này nhận được sự ủng hộ từ mọi người thì mình sẽ cố gắng một tuần ra ít nhất một video về những trải nghiệm như này cho mọi người xem nha. Hai đệ tử Đường Tăng đang trên đường thỉnh kinh. Cố lên, cố lên, cố lên. Than, bất ngờ chưa mọi người ơi, một nơi cắm trại vô cùng hoang sơ. Đã lâu lắm rồi mình không có được đến những nơi như thế này. Trời ơi, nhìn cái đoạn này lại làm mình nhớ đến Điện Biên, nhớ đến quê hương của mình mọi người ạ. Ngày xưa, từ cái hồi mà mình còn học mẫu giáo cơ, chính xác nơi ở của mình là ở trên rừng như thế này đấy mọi người. Hồi đấy bố mẹ mình, anh Thuận và mình chỉ sống ở một cái ngôi nhà tranh nho nhỏ thôi. Vậy nên đối với mình khi mà được đến những nơi như thế này ấy, cảm giác rất quen thuộc luôn. Và mong là mọi người sẽ hưởng ứng chiếc video này của mình, bởi vì là để có được cái video này thì chúng mình cũng đã phải chuẩn bị rất là nhiều đồ. Chúng mình cũng đã sắm mua những đồ cơ bản để chuẩn bị đi cắm trại rồi mọi người ạ. Vậy nên mong sao video này sẽ được sự ủng hộ từ mọi người để mình có động lực ra những video trải nghiệm tiếp theo. Hi hi. Sau khi mà đã cất đồ chòi xong rồi thì bây giờ chúng mình sẽ đi quanh quanh để xem là có gì hay thì quay cho mọi người xem nha. Nghe nói bình thường cái thác Thung này đẹp lắm, nhưng mà tại vì là chúng mình đi ngay sau một trận mưa to, vậy nên nó không được đẹp và yên tĩnh như mình tưởng tượng. Đây, quay cho mọi người xem. Không biết là ở đây có bạn nào thích thiên nhiên giống như mình hay không, nhưng mà mỗi lần bị mệt mỏi hay là tiêu cực ý, mình đều nghĩ là sẽ phải đi chữa lành ở những nơi như thế này nè mọi người. Mặc dù là có mưa và ở đây khó đi lại hơn bình thường, nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui và trân trọng cái trải nghiệm này, cái buổi đi chơi ngày hôm nay mọi người ạ. Nhìn em bé tí luôn đi. Ha ha.
đi khám phá có một tí thôi mà đã nhìn này rồi đây mọi người ơi. Tiếc là không quay cho mọi người xem được cái đoạn mà mình bị ngã, tại vì là ở đây vừa mới mưa xong ấy, thế nên là đi lại khó khăn lắm luôn. May sao là cái trò chúng mình ở không có đông người lắm đấy mọi người, chứ không là quê lắm luôn. Ta-da, xin giới thiệu với mọi người một vài món đồ mình đã chuẩn bị từ nhà. Đầu tiên đó chính là kimbap, nhưng mà không phải là mình làm mà chị Hường làm mọi người ạ. Tiếp theo là cơm nắm rong biển, cái này là mình tự làm nha. Không thể thiếu đó chính là món gà nướng. À đúng rồi, chắc hẳn là mọi người đang thắc mắc cái chòi mà chúng mình đang ở có mất phí hay không đúng không? Thì là có mất phí nha mọi người, mỗi chòi thì sẽ mất 50k. Cái giá như thế này thì mình cũng không có rõ là đắt hay là rẻ nữa, nhưng mà mình thấy nó hợp lý. Trời ơi, nhìn món gà nướng này ngon chưa? Nếu như mọi người hay theo dõi kênh của mình hay là kênh của anh Thuận, cái hồi mà hai chúng mình còn ở Điện Biên ý, thì rất là hay quay như thế này luôn. Nào là nướng gà hay là ăn gỏi rồi là vân vân và mây mây, nói chung là nhiều lắm. Nhìn cái cảnh này chắc hẳn là mọi người thấy quen thuộc lắm đúng không? Khéo ngã anh ơi, phải bạn cố lên anh ơi, khéo ngã anh ơi khéo ngã. Đây là cô gái nông thôn nha các bạn nha. Đấy, hôm nay mình với cô ấy đi hẹn hò với nhau. Ớt tiệm đi em ạ. Xin giới thiệu với mọi người gà nướng bóng đêm. Nhìn cái màu nó giống như kiểu là ướp mật ong ấy. Ông bà nào mà xem video này vào lúc nửa đêm chắc đói lắm đúng không? Đến mình đang voi mà còn phải nuốt nước bọt ực đây này. Cái đoạn này ngon hết sẻ con bà bể luôn. Da gà thì giòn tan mà bên trong lại không bị khô nha mọi người. Đây chính là thành quả sau một tiếng hì hục của nhóm chúng tôi. Nhìn hấp dẫn đúng không mọi người? Mình sẽ khai vị trước bằng cái miếng cánh gà này. Nói như thế nào nhỉ, để mình diễn tả cái vị của nó cho mọi người xem. Mình thấy tẩm ướp gia vị thì vừa thơm mà da lại còn giòn nữa. Vì là không có ăn sáng ấy nên là cái lúc này ai cũng đói meo luôn, nên ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng. Nhưng mà đồ ăn ngon thật mọi người ạ. Nếu như mà mọi người đang không biết mùa hè này đi đâu chơi thì có thể trải nghiệm như chúng mình nha. Vừa có đồ ăn ngon, vừa ngắm cảnh thiên nhiên mà trời kiểu mát mát nữa ý, thì còn gì bằng, đúng kiểu chữa lành luôn. Với lại là chi phí cũng không quá đắt đâu mọi người ạ. Chỉ mất có 50k tiền trò thôi. Lại là đồ ăn thức uống thì chúng mình có thể đem từ nhà đi. Thấy không? Đánh diễn là ngon đấy. Em giơ tay. Không. Ui, to thật đấy. Sau khi mà đã ăn xong rồi thì chúng mình lại tiếp tục đi khám phá. Để xem là có gì hay hay thì mình lại quay tiếp cho mọi người nha. Trời, nhìn cái đoạn này không khác gì mỹ nữ và khu rừng bí ẩn. Cái này là mình đang diễn nha, giả vờ hú hét để cho nó giống video chill trên mạng ấy. Nhưng mà thật ra mình có hét lên tiếng đâu. À đúng rồi, còn một kỷ niệm khó quên mà mình muốn kể cho mọi người nữa. Nhóm chúng mình gồm có 5 người thì 4 người đã dính phải ải con đỉa. Và tất nhiên rồi, trong đó có mình quay đi quay lại con đỉa nó bám vào lúc nào không hay luôn. Mình sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác đó. Không những thế, ngoài em đỉa bám mình ra thì mình còn bị con sâu róm màu đen xì bám vào chân nữa mọi người ạ. Tiếc là không quay được cho mọi người xem cái đoạn đấy, tại vì lúc đó mình khóc ý, quá hãi, quá sợ luôn. Đến bây giờ mình cũng sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác đó. Vậy nên bạn nào đi rừng thì nhớ cẩn thận, nhớ là phải mang theo một bình xịt côn trùng nha, bởi vì ở trong rừng sẽ có rất là nhiều muỗi và côn trùng luôn. À, bọn mình đang đi thám hiểm và
xem có cái gì hay hay ở trong rừng thì quay cho mọi người xem nha. Và mình vừa đang thấy một cái cây tre mà có hoa mọi người ạ. Đi đi, let's go. Đi thôi các đệ tử ơi. Wow, đẹp quá à. Ôi, không sợ đâu, con nó đấy mà nó vẫn sống được hết. Thả xuống đây. Wow, mọi người ơi, bọn mình vừa bắt được một con cua. Nhưng mà đang có rất nhiều con. Nên là bọn mình sẽ thả đi. Ok mọi người ơi, vậy là đã kết thúc một chuyến đi hoang dã của chúng mình rồi. Trải nghiệm khá là thú vị và mình cũng sẽ không bao giờ quên được Hòa Bình. Không biết là ở đây có bạn nào ở Hòa Bình không ta? Thì nhớ comment ở dưới cho mình biết với nha. Giờ thì chào mọi người, mình đi về Hà Nội đây. Bye bye Hòa Bình.